đồ ăn ở Big C nhá. Chọn cái gì được đây? Rồi hôm nay mình ăn gì này? Mười 7.900 một cái cá ba sa này. Rồi lại cái kia để chọn. Mọi ngày ăn bình quân quá chán quá rồi. Cơm này á, nhìn cái thịt gà này ấy lắm, khô lắm. Hôm nay ăn cơm bụi là phải cái cọc gà khô vãi cả trường này. Mày lại đằng kia chọn đi. Hả? Lẩu cốc chẳng có gì. Chẳng có gì ngoài lẩu cốc á? Thế thì lẩu cốc không chọn thêm cái gì nữa đi. Ăn thêm cái này. Cái này á? À? Thêm cái nữa. Ừ cũng được. Thế xong lại được kia thêm súp hay gì. Đi lại được kia nhá. Ăn bún đây này. Ăn bún nước. Ăn bún gì? Bún mà nhìn nó cũng khô khô quá nhỉ. Nhìn thôi, nhìn khô khô. Ừ, thôi đi đi. Sắn cái cây áo này. Bắt mấy con cá này săn nướng này. Cá lăng. Sang bên kia đi. Mèo lại máu ăn lẩu cốc à? Lẩu cốc nó là mì tôm hảo hảo thì có gì đâu. Đấy. Đây là gì? Nộm. Nộm hoa chuối. Thịt gà 21.900. Ăn lộm không? Chồng không ăn, mèo ăn thì ăn. Mấy cái này nhìn thì ngon lành. Không ăn cái mì lạ lạ này thôi, mọi ngày ăn gà quá giờ chán rồi. Cộng với cả cá ba sa. Thôi ăn có lộc các bạn nhỉ. Xem lấy không? Xem chút đi ấy. Hay là có món mì lạ này không? Cái này toàn chè thôi. Lên làm cái cuộc tour 25332. Đấy, trong này ai đi. Mày ăn lẩu cốc á? Lẩu cốc là trả tiền trước nhỉ. Thế thì mình lại lấy súp đi. Mày lại chọn một cái súp đi xem nó còn ngon không. Đạt không? Được, được anh nhỉ. Không biết được. Nhìn có vẻ được, ổn đấy. Đấy nhá. Ừ. Như này xong một lẩu cốc một... Chị ơi có thanh toán đây không ạ? À? Vâng. À, nóng mà cái này lúc nào nó cũng phả cái hơi nóng lên. Cho em một... Hai xúc xích. Thêm một lẩu cốc với một coca tươi. Cái này của anh rồi ạ? Đây, cả cái này nữa là ba. Một lẩu cốc, một coca tươi. Lẩu cốc mì tôm hảo hảo. Lẩu cốc này với coca tươi nè. Đúng rồi. Của anh là 93.500 đồng. Ôi trời, đào xong hóa đơn này. Mèo đâu nhỉ? Lấy cái để bê. Để đây này.
ăn rồi, lấy coca đi. Đây đây, cho ba cái này đi. Lấy coca đi. Ôi, xin hai cái hút. Rồi, cảm ơn. Nào bưng nhá. Hai tay không bưng được. Bán này cho mình một lốc cẩu. Lẩu cốc thì có gì? Một gói mì tôm hào hào. Một ít rau. Còn một ít cái này. Thịt gà, sâu mực, đậu. Nó nóng được. Về cho nhiều nước một chút. Có thìa chưa mà? Ừ. Không nhanh nên thì tôm lại nhún rồi. Chị ơi, lẩu cốc mang về không? Làm sao mà mang được? Con này kéo nhún mất nhiều tôm. Bỏ xe đi các con. Gọi là mì tôm cốc. Ôi, không có cái viên viên này. Rồi, thank you. Tiến về Sài Gòn. Bà đây. Thôi mấy cái chuyện mà ai chẳng đấy. Đây này. Ồ, lẩu cốc ngon không? Được. Xin miếng thịt gà nhé. Mì tôm cốc
À, cay. Nhưng mình đã ăn cũng được. Súp này có đọc. Đây là gửi không mất tiền à? Ờ đúng rồi, đấy là gửi. Làm sao để chuyển gửi mất tiền? Gửi mất tiền nó không nhận đến được à? Ấn vào đây giữ đây xong rồi là được, như này là gửi đến được rồi, cần mất tiền hay không cần gì. Mà vừa nãy sao mèo gửi cho cái thằng không nhận được. Nếu không nhận được thì cái nào không nhận được ấn vào đấy nó sẽ có gửi sang tin nhắn thường ấy. Con này 6.9 mà ngon thế. Xúc gà. Xúc gà ngon ngon. À, bạn nào đi ăn cái chả này cũng ăn được đấy. Ăn bánh cuốn mà hay chả cũng ngon. Cả cà ba sa. Mềm quá đấy. Tôi bảo người nhá.